Dân, kính thưa ông bà, cô bác, anh chị em và các cháu thiếu nhi. Hôm nay con đang trơn đích con gà thêm cái mẫu nữa cô chú anh chị ơi. Máu lên rồi. Một cái mẫu dao là dao khoai cô chú anh chị. Được rồi, mình có ra cái mẫu là dao khoai mà cổ cong ha, mà cổ dưới á ha. Dao khoai cổ cong, cổ dưới. Mai mốt con cũng ra dao cổ dưới nhưng mà không cổ cong ha. Hôm nay con ra cũng dao khoai nữa nhưng mà cổ trên ha cô chú anh chị. Cổ lùng mà cổ trên. Thì ra đây được cái anh chị ở đây ảnh đặt ha. Anh Thành đặt. Đặt gì cho bà xã xài gì đi không biết nữa. Đó, ảnh ở trụ sở ấp 5. Xã Nguyễn Huân. Nguyễn Huân sao cái xã gì nghe lạ quá. Cô chú anh chị nào ở gần trong đó thì biết chắc cái xã đó thì comment bình luận giùm con ha, chứ con không biết ha. Huyện Đầm Dơi, Cà Mau. Một dao khoai chặt củi từ 1 kg đến 1,2 kg. Cái dao này có giá là 800.000 cô chú anh chị nha. Làm bằng nhíp nha. Dạ, cảm ơn anh Thành. Đó, thì đây thì rồi chị hôm đó thì chị Phương Hằng này chỉ đặt rồi nhưng mà mới làm một con dao cổ cong. Nhưng mà bây giờ chị muốn đổi lại cái dao này rồi để chị coi cái dao này được thì chị đặt một con dao này một con dao kia ha. Em cũng cảm ơn chị Phương Hằng nhiều ha. Chị ở Hà Nội ở Bắc Từ Liêm. Dạ. Rồi bây giờ biết mấy giờ cho cô chú anh chị? Một rưỡi cô chú anh chị. Cái này đầu tiên để vô làm sơ sơ cái đời đặng mai nó nhẹ công của cô chú anh chị, khuya lắm rồi ha. Con này lò rèn sống về đêm mà. Rồi có những có khán giả đã bình luận nói comment ở dưới có nói con là cũng có đâu 2-3 khán giả gì đấy ha. Thì để ít bữa nó con ra cái mẫu thêm cái clip này chắc tới nữa con sẽ ra mà chưa biết ngày nào đi. Đó, anh Vũ nè ở đó 2. Anh Vũ nè ở đó 2 thuộc về Nhị Long Phú nha. Xã Nhị Long Phú cũng huyện Càng Long luôn. Hai cu lim móc dừa. Đó. Đây là làm bằng nhíp xe. Đó. Thì thứ sáu này làm rồi xong để test luôn cho những anh em mới đi làm cu lim móc dừa ha. Thì để mình làm sẵn ấy luôn, ra mình test luôn, làm cu lim móc dừa này bằng nhíp xe luôn ha. Hai cái này 2,1 triệu. Dạ. Thì bây giờ tiến hành đây con có dĩa sẵn cái bản này, bản mẫu đây. Cho cô chú anh chị mình tham khảo cái dao này cổ trên ha. Dạ. Đây là cái lưỡi bén của nó nằm dưới này ha cô chú anh chị. Đó. Đó. Cái lưỡi bén thì nó sẽ nằm ở đây. Đó. Cái lưỡi bén nó nằm đây. Và cái lưỡi nó đây, nó dài cũng khoảng mình canh tùy theo thôi, tại 1 ký, mình canh theo 1 ký. Dao này nó dao động khoảng chắc 3 tấc á cô chú anh chị. Này cổ lùng ha. Tại vì nó nhặt ngay chỗ này nè. Nó cổ nhặt á, cái này cổ nhặt. Còn cái dao hổm là cái dao với dao khoai cổ dưới. Dao khoai này cũng cũng nhiều mẫu dao khoai ha. Thì tại lò con đặt là cứ nói đó, cái dao nó hình nó vậy đó cô chú anh chị. Đó. Thì dao động chắc con dao này từ 1 ký đến 1,2 ký. Thì đây mình vô mình sẽ chọn một miếng nhíp cho anh chị xài phải bền ha. Đây mình bây giờ máu con lên, máy móc con có, con hết sợ ba cái nhíp này rồi. Con lựa nhíp dày không? Thì anh em lò rèn thì biết rồi đó. Nghe nói thôi là cái nhíp dày thì lúc thấy nó mình sợ, nhưng mà cái nhíp dày đập nó rất là nhẹ. Nó nặng mà nó nhẹ, nó mềm hơn ha. Thôi, thì bây giờ con dọn một khúc. Khúc này vắn vắn. Khúc này được không? Một khúc này nặng. Đó, thử cái khúc này đi. Cần thử cái nó nhiêu. Ôi không ổn rồi chứ anh chị, nó 2 kg đập ra này, tại đập bằng máy nó ít có hao. Mình đập. Lấy khúc này đây. Này nó dày cỡ phân rưỡi. Bản này bản 8 phân. Ờ cái này ok nè cô chú anh chị. Cái còn cán nè cô chú anh chị. 1,4 ký rồi, bằng cái phản bữa hổm á cô chú anh chị hôm qua, bằng cái phản hôm qua. Rồi, ok.
Cái này nó cũng gần ký tư, gần ký tư, nhưng mà đập ra rồi nó còn cả ký của chú anh chị. Bữa cái phản 3 ký mà đập rồi nó còn tính ra hơn 2 ký. Nó mất cũng như 1 phần 3, cái này cũng vừa đó. Đó, bây giờ tiến hành còn đo cái miếng thiên nhân nhiếp này đúng 8 phân không ha. Rồi nó 9 phân luôn của chú anh chị. Nó bị ngang, nó 9 phân ha. Đó, 9 phân. Bây giờ nó như tất mấy không, cắt bỏ cái lỗ này. Nó còn tất 4 của chú anh chị nè. Nó còn tất 4 ha. Rồi, thì bây giờ mình tiến hành, mình đấy mình đập con dao này để cho ảnh đập cho xứng đáng luôn cái cổ cho dày luôn cho ngon ha. Rồi, để con tiến hành để con lấy vô đá con thổi bớt bỏ ha. Rồi bây giờ thì cắt bỏ bớt cái phần này của chú anh chị. Đó, một bên đây ha. Cắt một bên này làm chi? Là cái đầu này ngay chỗ này nè. Nửa đó là ngay cái mũi dao ha. Ngay chỗ này đây mình đưa đút xuống đây là cái này ngay cái cây dao ha. Cái cây dao là cái cây này nó để vô cái cán là cái cây là nó nằm đây ha. Tại vì cái dấu này là dấu gãy nè của chú anh chị. Đây con làm thì con có nhiều cái ý con riêng ha. Cái dấu gãy này nhiều khi trong đây nó gạn nứt, nó lỡ mà nó có gạn nứt, nó gạn nứt ngay cái cây ha. Cái gã cây mà lỡ mình lôi ra đây nó có gạn nứt, nó nứt luôn. Nứt luôn mình có thể mình thay cái cây được. Nhưng mà nó trúng ngay cái mũi này là ngay cái đầu dao á. Cái dao của mình mà ngay cái mũi này đi. Ví dụ bất cứ loại dao nào mà nó bị mất cái mũi này thì đã hư con dao mình đã dục ha. Từ con dao 1 ký còn con dao 500 gram nó mất tiền ha. Thứ nhất là mất công mình đó cô chú anh chị ha. Đó, bởi vì con chọn lúc nào con chọn ngay chỗ gãy là con làm cái gì đó mình không cần thiết. Còn cái đầu này của công ty của người ta đã dập ra thì nguyên cái thanh này hồi đó nhíp xe để dịp nào con sẽ ra một cái clip để con nói thợ về cái nhíp xe tại sao mà khi nó còn nguyên miếng á nó không xét mà tại sao mình khi làm con dao rồi nó xét ha. Cái đó để khoan cái phần đó để sau để con nói này một clip đi riêng đi. Đó là tức cái đầu công ty nó thanh một thanh vậy á. Nhíp xe người ta ra nguyên cái đường dài như vậy mà ta cắt ra từ đoạn thì ngay này là thịt liền ha. Với hai nó vô người ta siêu âm rồi người ta coi hết rồi ha, người ta mới đóng thùng người ta sơn người ta mé ha. Giờ mình tiến hành á. Bây giờ con tiến hành rồi, bây giờ mình lấy cái cây một cái sắt á, đó con hàng ở đây. Hoặc hàng ở đây. Thứ nhất mình lôi cái mũi ra trước thì mình hàng ngay cái cây, mà hàng ngay cái cây thì nó hay hơn ha. Đoạn nữa mình lôi ngay cái mũi này cho nó ra. Mình có cái chỗ cầm ha cô chú anh chị ha, có chỗ cầm chỗ đập. Ra cái mẫu dao này được lắm cô chú anh chị. Không gài nhiều người đặt cái mẫu này lắm ha. Cái mẫu dao này ha. Rồi giờ để tiến hành cái con vô bà ghét của hàng luôn cô chú anh chị. Thôi bây giờ tiến hành con hàng cái cục sắt này vô ha cô chú anh chị ha. Đây mình chọn một cái cây sắt này ha. Chọn một cái sắt này với miếng hàng vậy. Giờ mình hàng ngay cái cây này đi cô chú anh chị ha. Hàng chỗ này đi, lỡ nó có dính chỗ này á mà nó dính cái miếng cái ba gớt mình vô đây thì mà không sao hết cô chú anh chị. Nhưng mà cái đầu này mà nếu mà nó dính miếng ba gớt vô sau này mình trui nó dính ngay cái mép dao của mình đó. Mình lỡ mình hàng mà nó dính cái mép dao đây mà nó lẹm một miếng là cái dao mình đã hư rồi ha. Nó dính tại ba gớt là sắt nha, không có xài được. Mài cái nó cuốn mép qua không có xài được. Đó là con rất là kỹ nha. Đó, con tiến hành con thấy nóng cũng còn nóng luôn. Đã lâu rồi đôi đứa cách đôi nơi tờ duyên xưa còn hay mất mai chuồn ơi em tôi còn học nữa hay ra đi từ đồ nào ngày xưa đó
hay đón dìu nhau đi trên con đường lẻ loi. Con hàng chín chắn lo cô chú vậy, tại vì con quèn nói chung cũng quen rồi ha. Mà chè cho nên nó ghét lắm, sốc thì hết sợ sốc rồi, con thì nó hú rồi. Nhớ thương với đầy trên đồn vắng, cứ nghe anh thương nhiều lắm. Rồi đó, nàng xong rồi cô chú anh chị thấy gì không, giống như búa luôn ha. Này có cái cán mà để dùng chặt luôn, nó lại banh xuống giống là ngon luôn nè. Nào làm thử cây để chặt xương được đây cô chú anh chị. Rồi bây giờ cũng đã hàng xong rồi ha. Sớm giờ con quay cái cam cam sao cô chú anh chị, con nhắm chừng con quay đại ha, có mình một mình làm mình ăn cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy ha, giờ này tối vậy nè, con để trên cái đồ để vậy đó ha. Rồi nè, bây giờ con đãi xong rồi cô chú anh chị ha, hàng xong rồi ha. Cái lỗ này nãy mình cắt tới đây nó còn cái lỗ nè, nó cái lỗ chỗ này lỗ đó nó còn đó. Ngay cái này mình để ngay cái cai luôn ha, cái cai hàng sắt hàng hay nó liền không quan trọng, không phải là không quan trọng, nhưng mà cái chỗ này nó dính nó lẹm như ba gết không quan trọng. Cắt ở đây rồi bây giờ cái hồi mình mới vô lửa mình vuốt cái này ra sắc mơi còn mới vuốt được cô chú anh vậy. Còn có sao nói vậy, quay cái clip 2-3 ngày con nói 2-3 ngày mà là thì quay 2-3 ngày 7-8 đoạn thì cũng con quay chứ đâu có ai đầu quay hết đâu chú anh chị ha. Thôi vậy để ấy cô chú anh chị, giờ này đập đấm đá gì nữa cô chú anh chị ha, 12 giờ đêm đập chiến này chắc người ta đập đầu có giấy có chứ người ta cũng bắt người ta còng lên đồn ha cô chú anh chị. Rồi đấy, sáng mai hay mai chiều mai tối mai vậy con đập rồi. Ơi, cô chú anh chị ơi, sáng rồi cô chú anh chị ơi, giờ người ta đi làm đó, ta chở con ta đi học rồi cô chú anh chị, gà ra khỏi ổ rồi ha, giờ này nó gái tay tay rồi ha. Thôi bây giờ mình tiến hành đặng đập, đêm nay con không có ngủ nghề gì trơn, tính đi đám mà bây giờ nè, sương quá trời rồi cô chú anh chị, tối này nó sương, bữa nay sương quá trời xuống, lạnh ghê quá, đó. Bà già nó đi chợ luôn rồi. Bà già của người ta, con không có bà già, bà già không chết, con hồi 6 tuổi rồi. Bây giờ tiến hành nè cô chú anh chị. Bây giờ 6 giờ 10 cô chú anh chị. Mình tiến hành nó đập luôn cô chú anh chị. Đập cái cây này luôn ha. Này nó dạng phân máy cô chú anh chị. Bây giờ mình tiến hành đập luôn ha. Ôi, nấu nước trà trà mình uống luôn. Đập luôn. Sẵn làm hai con dao yếm này cho anh Thọ Tiền Giang, cái bè Tiền Giang luôn, với một con dao sắc thịt cho ảnh luôn. Lúc này là con lu bu quá trời rồi chưa có làm cho ảnh được, nên đặt nay cả tuần lễ rồi cô chú anh chị. Sáng đi mua tô bún nè, bún riêu sáng ta bán mới có đổ ra nè. Thôi ảnh một con dao sắc thịt với mẫu số 3 với hai con dao yếm bằng cỏ đâu của chú anh chị. Rồi vậy để anh tiến hành đốt cho nó đỏ rồi đập luôn ha. Dạ chú anh chị ơi, dạ. Đốt nãy giờ con ăn con tấp tốc độ luôn á, con ăn 5 phút hồ mà giờ đốt cái này chưa đỏ nữa cô chú anh chị. Thank you.
chị ơi, nó ra cái mũi rồi cô chú anh chị ha. Giờ con vô con cắt bỏ cái cây sắt này ra, mình có cái chỗ mình cặp rồi ha. Đó, anh chị thấy không? Đó. Rồi, để tiến hành con cắt luôn. Rồi cô chú anh chị ha. Rồi nó còn dày lắm cô chú anh chị. Đây nè, cái giết lông cô chú anh chị thấy không? Nhìn nó dày muốn hơn cái giết lông nữa ha. Nè. Nè. Rồi, để tiến hành con đập luôn. Cái cây ha. Tiến hành đập cái cây luôn cô chú anh chị ơi. Cái cây này quá tay tay rồi. Dạ. Mình sửa lại. Vô sửa mình này sửa bằng tay của chú gì. Thank you.
mới có hơi cái cổ của chú anh chị nè, thấy không, mới hơi có cái cổ chỗ này, nâng cái cục này lên nó thành có cái bụng ha, cũng nâng lên. Rồi bây giờ mình nâng cái lưng như chỗ này lên á cô chú anh chị. Thiếu chỗ này một chút ha, chỗ này mình xuống một chút ha, đó để cây nó sẽ đẹp thôi. Nó banh cái thằng này yêu cầu mình xuống thằng này là ngay chỗ này mình xuống là tự động là thằng này nó thòng xuống rồi. Yeah. Đây cũng dày lắm của chúng chị, mấy trồng mình banh xuống ngay chỗ này nè, chỗ này banh xuống tới đây ha. Yeah. Tiến hành đi lửa nữa. Thôi bây giờ mới sửa đập sơ sơ cái tay ấy, sơ sơ của cái chuyện này thấy không? Nè. Đó. Đó. Đó cô chú anh chị thấy đó, bây giờ nó ấy ha, mình nhìn cái lưng nè. Cái lưng này chỗ này nó lại nó mỏng mỏng ở chỗ này, như mỏng bằng phân mấy mà nói mỏng mỏng vậy thôi, nhưng mà chỗ này nó còn xấu đây nè, bây giờ vô lựa. Vô con búa con gịch này ra chút nha, chỗ này nè, nó xuống nè, lại nãy mình xuống gắt quá chỗ này nè, đã đụng cục thịt. Bây giờ con vô con gịch ra một cái ha, để nó ở đây nó cũng còn dư thịt chỗ này nè. Ngay cái cổ xuống nha. Dạ. Giờ vô quất cái này không có được, kéo giãn không có được. Tức là cái chai ở trong đây đó. Lúc nào ở trong đây là nó dày từ ra đây hả cô chú anh chị ha, cô chú anh chị thấy ha, đó, nãy mình mới quất chỗ này nè, đó giờ mình lấy tay mình sửa khúc này, sửa bằng tay đó, cô chú anh chị thấy ha, đó cái khúc này nó phải cho nó dày, chỗ này nó dày từ nãy nó dư chỗ này nè, giờ yeah. Nãy nó dư chỗ này nè, mình mất nó ra rồi nè, ở đây mình cầm để chỗ này cho nó dày, mình cầm đựng đau tay thì cái dao này xài từ khúc này khoảng 5 phân 7 phân đây khúc ở mấy trong này không có xài chặt đinh được á cô chú chị, mấy trong á thôi vậy để tôi tiến hành sửa tay. Cô chú anh chị ơi, bây giờ mình tiến hành để con đi đóng dấu ha cô chú anh chị, tại sửa mép đồ xong rồi, bây giờ mình đi đóng dấu cuối cùng là mình đóng dấu ha. Để hồi mình cân thử coi chưa cái làm nguội nó có được bao nhiêu gram ha cô chú anh chị. Giờ nó ra cái hà gì rồi ha, để đóng dấu cái hai để ngồi nó nguội. Thank you.
nhìn đóng dấu xong rồi chứ vậy. Chứ anh chị thấy không? Đó. Bây giờ cái dốc dao nó vậy thôi, chú vậy. Đó. Để cho nó nguội đi chút, tiến hành nhúng nước rồi về cho nó bớt nguội, cái bớt cái nhúng nước xong cái đi căng cho cô chú anh chị xem ha. Rồi, giờ nhúng nước rồi cô chú anh chị. Rồi bây giờ mình tiến hành mình đo sơ ha. Rồi sơ đập rồi nó chỗ này cao nhất nè ha cô chú anh chị. Đó, 7,5 ha cô chú anh chị. À, 7,5. Đây từ đây tới đây. Đó. Nó được 33 cô chú anh chị. Thì vậy 33. 7,5, 33. Ôi, coi cân nặng coi được nhiêu. Hết tô, nó hết cái tô bún rồi cô chú anh chị. Để con cân thử nha. Đó, nó gần ký 2 cô chú anh chị, mình chưa làm nguội nha. Ký mốt mấy á, cái này vô cán, nếu mà làm nguội rồi còn ký chắc chắn luôn cô chú anh chị. Ký với cái cán nó trầm ram nó ký mốt nó khỏe ghê cô chú anh chị ha. Rồi đẩy lên đi, nó hư cái cần nữa, cái con mắt con nó bị cái gì vậy. Rồi giờ để con tiến hành cái mình ra con sửa sơ sơ ấy nữa đó, cái con sửa sơ sơ rồi cái đầu cái con làm nguội luôn ha, làm nguội đánh nóng lấy ten lấy xét đồ ra xong xuôi mình lấy này ra hết rồi mới làm giống hệt mấy cái kia vậy cô chú anh chị. Thấy cái phản con làm sao, con làm cái này cũng thế thôi, mấy cái dao cái này cái nọ trước kia con làm sao thì cái này cũng vậy. Dạ à, thôi à, cô chú anh chị để con làm à. Dạ. Cô chú anh chị ơi, thì bây giờ con đã làm mài rồi, mài cổ mài ấy rồi ha, lấy hết rồi ha, cái này cái lưỡi này còn về mình chưa đánh cái lưỡi ha cô chú anh chị ha. Nè cái lưỡi này về khoảng còn 1,5 ly 2 ly cô chú anh chị, ở trong này mình để cho nó về ha, trong này nó về cỡ nó về lắm. Nói chung cái này nó về lắm cô chú anh chị, tại cái dao cô chú anh chị biết cái dao không nó cả ký cô chú anh chị hiểu rồi ha. Về nó có 33 đi chắc vậy, làm nguội rồi chắc nó giật còn khoảng mấy ly đó, cái sóng ha, cái sóng nó với ngón tay con này cô chú anh chị ha, chú anh chị thấy ha, mài lưng mài đồ hết rồi ha, lấy xét rồi hết rồi cô chú anh chị. Đó, cái xét nhưng mà lỗ lăm răm này vẫn còn ha, tại vì nhíp xe mà nó phải còn cái lỗ này cô chú anh chị ha, này sáng mình ra lộ mình coi cho nó đã đó cô chú anh chị thấy ha, mấy lỗ lăm răm vẫn còn ha. Đó đó cô chú anh chị thấy, bây giờ mình đã làm cái này, bây giờ mình tiến hành vô mình đánh mép nó luôn ha cô chú anh chị, đánh cho đứt mép luôn ha. Đó, thì dao nào con cũng phải lấy ra hết ha. Đó, cái hình nó vậy cô chú anh chị, giờ làm ra hình này ha. Đó. Rồi ok, con tiến hành để con làm nguội nữa coi. Cô chú anh chị biết giờ này mới về chưa, 9:05 mà ha, rồi 9 giờ ha cô chú anh chị ha. 6 giờ mà mình làm mà tới giờ thấy là 2 tiếng đồng hồ rồi đó, 7, 8, 9, 3 tiếng rồi đó. Đó. Thôi giờ tiến hành đến làm nói chuyện hoài hết thời gian. Dạ. Cô chú anh chị ơi, thì bây giờ cái dao là mình đã đánh bóng rồi hả cô chú anh chị. Nè. Con đã lấy xét đồ ra đánh bóng rồi xong hết rồi ha. Cổ nè, lại lưng rồi ha. Là ok hết ha. Bây giờ để con đo thử cái độ dày của cổ của nó được bao nhiêu ha. Đây. Cô anh chị thấy không? Viết lông mình ha. Đó, cô chú anh chị thấy không? Đó. Chị viết lông ha. Đó. Vậy là so đo nó là nhỏ lớn rồi, mình nhìn thấy mình biết lớn rồi ha.
đó, giờ bỏ cái chiếc lông ra mình lấy cái hột quẹt đi. Đó, chú anh chị thấy cái hột quẹt không? Đó. Cái cây nè, thấy không? Đó, cái cổ đây nè, đây lên tới đây luôn. Ha, của chú anh chị, thấy không? Đó. Thấy không? Đó. Từ đây tới đây là nó vậy đó. Rồi bây giờ đo ở dưới này coi nó cỡ bao nhiêu ha. Đây ở dưới này nè, đó, nó cũng gần bằng cái hột quẹt ha. Cái cây thì bằng cái hột quẹt ha của chú anh chị. Đó, thôi hiện tiến hành để con vô con gam lửa nè cô chú anh chị. Đó là của chú anh chị, cô chú anh chị thấy không, nó lên lửa thấy màu ha. Chú anh chị thấy không, nó lên cái màu này với cái phản nó hổm nó có khác gì của chú anh chị ha. Nó lên cái màu khó khăn. Đã quá trời luôn, chỗ nó trắng này là nó đỏ trước á cô chú anh chị đó. Này nó trở này nó vợt lại ha, trắng trắng nó dưới nó trắng lên từ từ ha. Quá trời nó đã. Bên đây nó trắng xác luôn cô chú anh chị đó. Còn mấy anh đây nè đó. Ở dưới nó đỏ trước, ở dưới nó nóng trước ở trên này đó. Thôi tiến hành dùng gam luôn cái cài. Ôi bảy sắc cầu vồng nhất luôn, tím hơn trái mồng tơi nữa cô chú anh chị ha, quá sướng. Bây giờ mình luộc rồi, bây giờ anh đi trôi già là hắn coi chú anh chị trôi nước luôn. Bữa nay mình phá cái anh ở bên Cà Mau chơi đầm dơi nè, về cho anh chặt thì chặt nước cho anh mẻ chơi. Cho anh chặt mẻ chơi thành đây. Quốc chơi cái này cua nước cho thôi mà anh chị ở khóc luôn. Móc chạy xe từ bên Cà Mau qua đây có 200 cây chứ gì. Tôi cho anh 7 ly đó, anh chặt mẹ 7 ly anh nghĩ anh Thành. Này cô chú anh chị. Đó. Cái đường này 7 ly ha. Để cho nó lấy lửa chút xíu. Ôi cô chú anh chị. Ơi. Rồi cô chú anh chị. Ngồi. Nước luôn của chú anh chị. Đấy, chứ cái này nó lên gần một phần á. Ô, vào để đúng tràm nước ha, mép này cũng mỏng ha cô chú anh chị. Ha. Thôi, để tiến hành mài cái làm cán rồi vô luôn cô chú anh chị, lâu dữ. Ông bà cô bác ơi, thì bây giờ mình đã mài đá nước xong hết ông bà cô bác mình. Dạ, đây. Con đã mài xong hết rồi ha. Đó, bây giờ tiến hành con vô cán ăn cô chú anh chị. Dạ. Bây giờ con mài xong rồi ha. Rồi, tiến hành vô cán. Đây có cái cán của chú anh chị ha. Đây,
chuẩn bị cái cán xong rồi ha. Bây giờ mình vô cái cán này ha, để cho anh chị ha. Đó. Rồi giờ con tiến hành con vô ha. Dạ chị ơi, giờ mình đã vô cán xong rồi cho anh chị ha, cái dao này anh cho anh chị thấy không, vô khoai cổ lùng ha. Đó. Còn một loại dâu khoai nữa, cổ ngắn hơn nữa cô chú anh chị. Đó. Nhưng mà chưa có ra đâu, ra thì không xiết đâu. Rồi con làm cái dáng này ha, bây giờ mình con đi khóa khoan khóa chốt ngang ha. Dao này tại nó nặng. Ha, để con khóa khoan. Khoan. Giờ khoan khóa chốt cô chú anh chị. Lỗ rồi hả cô chú chị. Đây, tiến hành để mình đi tán luôn. Dao giờ khóa chốt xong rồi cô chú anh chị nè. Ok ha. Cái này nãy khoan lộn nè. Phải. Cái cục khoan lỡ khoan bị lộn. Lấy dấu mà lộn. Không nó không ảnh hưởng. Thôi bây giờ con thử coi nó cái độ bén nó làm sao cô chú anh chị. Ngon không ha. Con dùng giấy này ha. Thử đi, dao này chặt đứt mà. Chặt đứt với bén tre mà. Ây da. Rồi để thử cái đâu chặt và nhát coi chơi cô chú anh chị. Đây cây này đi một khúc nữa đi. Rồi đâu con thử rồi ha. Rồi giờ con thử đây cái khúc này đây cô chú anh chị thấy ha. Đó. Cắn dao nè. Đó. Thôi đơn giản thôi, về dao này thì chặt con bảo hành cho ảnh sợ gì đúng nước thoải mái đây. Nói cho anh chị nè. Rồi, con thử lại giấy cái nó còn đứt không ha. Thôi, được tới đây cô chú anh chị ơi. Dao chặt đứt, chặt cây để xài ở nhà thay cái búa mà. Dạ, ok ha. Thôi, con cũng kính chào, con cũng xin cảm ơn ông bà cô bác lắng nghe con. Tại bữa nay làm quá trời cái clip của cô chú anh chị. Cô chú anh chị thấy nè. Ôi, quá trời. Đó. Bây giờ 4 giờ mấy gần 5 giờ của chú anh chị. Hôm mình 12 giờ mình hàng vô ha. Mình hàng khúc sắt vô bây giờ
11 giờ mấy 12 giờ hôm rồi tới sáng là 6 giờ con làm ha, 6 giờ cái 6 giờ 5 con làm. Rồi sớm khách chắc ngồi uống bình trà chắc đến gần tiếng hồ, rồi tính ra con dao này con làm một ngày con này cô chú anh chị. Tại con này đầu tiên ảnh không có kêu làm gì, đầu tiên không có kêu gì, tới có sau này ảnh mới kêu theo làm cái kiểu này. Ảnh yêu cầu rồi ảnh thêm cho con 100.000 nữa. Dạ. Đó. Đầu tiên thì con làm có cái khâu này với khóa chốt à. Keo. Rồi quên nữa, cân coi có dao này nhiêu nữa chứ. Chút quên hả cô chú anh chị. Dao chắc cả cái mốt rồi ta. Nặng quá. Rồi gần ký 2 cô chú anh chị. 1 ký 18 gram. Hơi lộn. Đúng rồi. 1 ký 18 gram, gần 20 gram. 200 gram chứ. Đúng rồi. Một ký một... Thôi ký mốt đi. Thôi bây giờ con cũng cảm ơn ông bà cô bác đã ủng hộ con và xem kênh của con à. Và kênh con là chuyên để bán đồ của chú anh chị. Ngoài ra con thì chung tạo kênh là chủ yếu để bán đồ và để cho con bà cô bác mình để tìm hiểu cái lò nào mình cần xài cái gì vậy đó, rồi ủng hộ. Dạ thì ông bà cô bác mình có đặt hàng thì xin cọc cho con trước cái tiền ship ăn cô chú anh chị, tại con bị bơm hàng cái con sợ quá trời cô chú anh chị ha. Vậy nè con, thôi vậy con xin xuống clip đây cô chú anh chị ha. Thôi con xin chúc cô chú anh chị mình buổi chiều vui vẻ, hạnh phúc, sức khỏe tràn đầy ha. Tiền vô như nước đi. Lâu lâu chút tiền cái kìa. Coi có hên không cô chú anh chị. Thôi con xin xuống bếp đây cô chú anh chị. Giờ con bắt mày cơm lên cái ăn tô bún buổi sáng giờ cô chú anh chị. Thôi con xin chào ông bà cô bác mình nha. Quá trời nãy giờ xả rác. Dạ. Thôi con xuống clip đây ạ.